Thân thương tượng nơi Chúa thì bất cứ điều gì chúng ta ao ước, Chúa đều có thể sẽ ban cho chúng ta cái điều đó đẹp lòng Ngài. Anh chị chung đã cầu nguyện với Chúa và có một cái điều ao ước trong lòng và Chúa đã ban cho anh chị những cái điều anh chị mong muốn. Trong chương trình học kinh thánh của chúng ta ở hội thánh theo quyển sách Believe với ông mục sư Randy Tracy thì sẽ kết thúc vào cuối tháng 5 này. Rồi qua đầu tháng 6 thì chúng ta sẽ bắt đầu theo một chương trình mới, chương trình Believe của chúng ta. Từng trải qua 30 tuần lễ, 30 bài học thì chương trình này chia ra làm 3 nhóm. Mỗi nhóm có 10 bài. Nhóm đầu tiên là 10 bài học về giáo lý căn bản. Đây là những điều mà tất cả chúng ta cần phải biết về đức tin của mình. Đức tin của người Cơ Đốc hay là người tin lành chúng ta. Tức là những người tin vào Chúa Giê-xu. Nhóm thứ hai là 10 bài học về những thái độ mà người Cơ Đốc cần phải có. Hay là nói cách khác, 10 việc mà người theo Chúa phải nghĩ và làm theo. Nếu mà một người tin Chúa biết 10 điều giáo lý căn bản trong nhóm thứ nhất và thường xuyên suy tư và làm theo 10 tư tưởng và việc làm ở trong nhóm thứ hai thì người đó sẽ phát triển và bày tỏ được 10 đức tính mà chúng ta học hỏi với nhau trong nhóm thứ ba. Hôm nay là bài học thứ 8 ở trong nhóm thứ ba này về đức tính trung tín. 10 đức tính ở trong nhóm thứ ba là kết quả của Đức Thánh Linh làm việc trong lòng những người tin Chúa. Những người nào có Đức Thánh Linh làm việc mạnh mẽ trong đời sống của mình thì sẽ bày tỏ được 10 đức tính này. Hơn 3 năm tại thế thì Chúa Giê-xu đã luôn luôn biểu lộ đầy đủ 10 đức tính trên và Cơ Đốc nhân chúng ta muốn được giống Chúa Giê-xu thì cũng cần phải phát triển 10 đức tính đó ở trong đời sống. Xin quý ông bà anh chị em dành thêm một phút dò lại 10 đức tính ở trong cái cột thứ ba đó để xem quý vị có ít hay nhiều những đức tính này. Yêu thương, vui mừng, bình an, tự chủ thì cũng có thể gọi là nhiên nhục, hy vọng, kiên nhẫn, nhân từ, hiền lành, trung tín, nhu mì và khiêm nhượng. Những người nào thực sự tin Chúa Giê-xu sẽ được ban cho Đức Thánh Linh ở trong đời sống của mình thì sẽ có 10 đức tính đó. Có một điều quan trọng là mức độ của mỗi một người có 10 đức tính đó nhiều ít khác nhau. Tất cả chúng ta có thể có 10, cả 10 đức tính này, nhưng mà mỗi một đức tính chúng ta có nhiều hay là ít, cao hay là thấp thì khác nhau tùy theo mỗi một người. Vì thế cho nên chúng ta luôn luôn được kêu gọi, được hướng dẫn, được dạy dỗ làm sao để chúng ta có thể phát triển được những đức tính đó, làm sao cho tăng đức tính nó lên một mức độ mà Chúa mong muốn chúng ta có. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học hỏi với nhau về đức tính trung tín. Trong tiếng Việt thì tín có nghĩa là lời nói có thể tin tưởng được. Một người mà có một lời nói có thể tin tưởng được là người luôn luôn nói sự thật. Có thì nó có, mà không thì nói không.
chứ không nói mênh mông, không nói bóng gió, không nói út mờ. Người khác nghe mình nói như thế nào là biết chắc chắn là như vậy. Người trung tín là người giữ được lời hứa của mình, trung thành với lời hứa của mình. Khả năng mà giữ được lời hứa dựa trên hai yếu tố. Thứ nhất là tấm lòng của người đó có hoàn toàn thành thật hay không. Và thứ hai là họ có khả năng để làm được điều họ hứa hay là không. Thành ra hai khả năng đó, thứ nhất là mình phải hứa thành thật, và thứ hai mình phải có khả năng để thực hiện lời mình hứa. Nhiều người trong chúng ta không làm được trọn vẹn điều này. Và vì thế cho nên trời có những người hay thề thốt để cho người ta tin. Nhưng mà Chúa Giê-xu dạy rằng có phải thì nói phải, không thì nói không. Chứ không nên nói những cái điều gì khác. Tại vì nếu mà chúng ta nói những điều gì khác, đó là tại vì quỷ dữ ám vào trong lòng chúng ta, khiến chúng ta nói dối mà thôi. Đoạn kinh thánh nền tảng của chúng ta hôm nay nằm trong Luca đoạn 1 từ câu 1 đến câu số 18. Nếu quý ông bà có mang kinh thánh theo, xin mở ra trong sách Luca và theo dõi với tôi. Tôi ao ước tất cả quý vị mang kinh thánh theo để theo dõi bài giảng, đồng thời ghi chú những điều gì mà trong lúc nghe giảng quý vị được Đức Thánh Linh cảm động muốn ghi chép vào, thì ghi chép vào trong quyển kinh thánh của mình, để cho khi nào chúng ta học hỏi lời của Chúa trở lại, chúng ta được nhắc nhở về những điều chúng ta đã nghe. Luther đoạn 1 từ câu 1 đến câu 18 là phần giới thiệu về tấm lòng trung tín của bà Luther, một người vô ác mà đã có một đời sống trung tín với bà mẹ chồng của mình, người Judah. Và nhờ vào lòng trung tín đó, Luther đã trở nên người con dân Chúa và được Đức Chúa Trời ban ơn làm tiền nhân của Chúa Cứu Thế. Mình đọc trong kinh thánh ấy được rằng mà sinh ra Obed. Obed là cha của Isai, mà Isai là cha của vua David. Mà chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu là dòng dõi của vua David. Đọc ở trong Luther đoạn 1 từ câu 1 đến câu 5 thì chúng ta thấy đó là vắn tắt lời kể bắt đầu câu chuyện. Câu số 1 nói rằng lúc đó thuộc thời đại các quan xét. Chúng ta biết rằng vua Xê được Đức Chúa Trời hướng dẫn để dẫn dân sự của Ngài ra khỏi vòng nô lệ ở xứ Ai Cập để đi về xứ mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ làm sản nghiệp. Chúng ta gọi chung đó là đất hứa, mà đó là nơi được sữa và mật. Nhưng mà Môi-se và dân sự sinh ra trong Ai Cập lưu lạc ở trong đồng vắng suốt 40 năm không có được vào đất hứa. Sau đó thì Giô-suê lãnh đạo dân sự vượt qua sông Giô-đan vào đất hứa. Từ đó thì Giô-suê được Chúa cho quyền năng để cai trị dân sự. Rồi sau khi Giô-suê qua đời thì Do Thái sống ở trong giai đoạn gọi là giai đoạn các quan xét. Lúc đó có vào khoảng 12 người quan xét lần lượt thay phiên nhau để cai trị xứ Do Thái trước khi người dân Do Thái tôn vua Sô-lơ trên làm vua của họ. Có một điểm đặc biệt về thời đại các quan xét này là người dân Do Thái không hoàn toàn trung tín với Đức Chúa Trời. Mức chưa là họ được Chúa ban cho ơn phước đầy dẫy, nhưng mà họ không hoàn toàn trung tín với Chúa.
không hoàn toàn trung tín với Đấng đã ban cho họ đất hứa để làm sự nghiệp. Nên thấy rằng là khi mà họ xa lìa Chúa, thờ phượng các thần khác, thần ngoại bang, thì Chúa giáng hoa xuống cho họ, sự trừng phạt họ. Có khi họ bị giặc các những người dân bản xứ thống trị, có khi họ bị đói kém mất mùa. Rồi đến khi mà dân Do Thái ăn năn tội lỗi của mình, trở về với Chúa, thỉnh cầu Ngài ban ơn phước cho, thì Chúa lại dấy lên một vị anh hùng để mà dẹp loạn lạc và giải cứu dân sự khỏi các thống trị và các dân ngoại bang. Rồi vị anh hùng đó được Chúa dùng làm quan xét để xét xử dân sự cai trị dân hồ. Trong Luther là một viết tiếp rằng trong khi đói kém thì có hai vợ chồng người Bethlehem cùng hai con trai Giọt và xứ Moab sinh sống. Nếu mà quý vị nhìn trên cái bản đồ đó thì thấy có một cái mũi tên chỉ về gần thành Jerusalem, đó là Bethlehem, và hai vợ chồng đó Giọt với hai con trai đi qua xứ Moab và xứ Moab tính. Có cái mũi tên màu xanh chỉ cho quý vị thấy đó. Ngày nay thì vùng Moab đó thuộc về nước Jordan, người Ả Rập. Và hai vợ chồng Elimelech và Naomi này cùng hai người con trai tên là Mahlon và Chilion đi qua bên đó một thời gian để Elimelech qua đời. Hai người con trai lấy hai người nữ dân Moab làm vợ, tên là Orpa và Ruth. Rồi sau đó hai người con trai cũng qua đời để lại ba người con út không còn. Và Naomi lúc đó muốn trở về quê quán của mình. Thỉnh thoảng thì tôi thường hay được nghe kể một số những câu chuyện thương tâm về một số bà mẹ Việt Nam khi chồng chết, không có con cái chăm sóc nên cuộc sống là bơ vơ. Có người hàng ngày phải đi nhặt các lon bia, lon nước ngọt để bán rất vô sinh sống qua ngày. Thật là thương tâm phải không? Đây là một thằng cũ ở Việt Nam đẩy chiếc xe đạp đi nhặt những lon cuối ngày bán để mà sinh sống. Ở bên Mỹ này cũng có chứ không phải là không. Tôi nghe một số những câu chuyện của Both People SOS kể về những người bà mẹ Việt Nam ở bên đây cũng khổ cực như vậy. Nếu mà mình có cái tấm lòng thương cảm bà mẹ Việt Nam đó thì mình mới thấy rõ hoàn cảnh của bà Naomi lúc đó là như thế nào. Tại vì vào thời đó thì chính quyền không có trợ cấp xã hội, không có Medicare, Medicaid, SSI, không có một cái gì hết. Quốc gia không có những cơ quan từ thiện giống như là Both People SOS để mà giúp đỡ mọi người. Phải tự lực cánh sinh. Nếu mà chúng ta xem tiếp ở trong câu số 8 đến câu số 14 thì mình thấy đó là dự định của bà Naomi khi bà muốn trở về Judah, bà muốn trở về quê hương của mình. Nhưng mà vì bà thương yêu hai người con dâu cũng quá muộn giống như bà không muốn họ theo bà để trở lại nơi mà bà nghĩ rằng họ sẽ bị kỳ thị, bị ruồng bỏ. Nên Naomi khuyên họ trở về với cha mẹ, lấy chồng khác, mong được ấm thân. Thật là một tấm lòng yêu thương, hy sinh và không biết bà như em. Bà Naomi không nghĩ tới thân mình. Giả sử như bà đi về bên Judah mà có hai người con gái, con tuy không phải con ruột của mình, là con dâu mà đi theo để mà giúp đỡ, nấu nướng hay là chăm sóc thì cũng còn đỡ đi. Bà không muốn hai người đó phải chịu lụy với bà và khuyên nên trở về vào cha mẹ, lấy chồng khác để mình được tấm thân, thân bà, tự bà và
Hà Nội. Thật là một sự hy sinh cao cả chúng ta ít thấy. Cô chị, thì vâng lời mà nào mình. Nhưng mà có em thì không. Cô chị, nghe lời mà mẹ chồng rớt nước mắt ra đi, trong khi đó Luther thì lại khác. Mình tạ ơn Chúa vì Ngài luôn luôn quan phòng cho con dân Chúa. Naomi với tấm lòng hy sinh không muốn người con dâu đi theo mình để chia ly với mình. Nhưng mà Đức Chúa Trời không muốn bà phải cô đơn, và Chúa cảm động lòng Luther để Luther sẵn lòng đi theo bà mẹ chồng của mình. Xin quý vị xem lại câu Luther trả lời Naomi ở trong câu 16 và 17 như thế này. Luther thưa rằng, xin chớ ngài tôi phân rẽ mẹ, vì mẹ đi đâu tôi sẽ đi đó, mẹ ở nơi nào tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ tức là dân sự tôi, Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của tôi. Mẹ hát nơi nào tôi muốn hát và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ. Nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi. Xin quý ông bà chị em đọc lại các câu này một lần nữa xem. Có phải đây là một lời hứa thành khẩn và trung tín hay không? Xin mời tất cả quý vị cùng đứng lên và chúng ta cùng đọc chung với nhau hai câu này để thấy được sự trung thủy của người một người phụ nữ như thế nào để sự trung thủy đó, để sự trung tín đó thấm vào trong tấm lòng của chúng ta. Xin mời quý vị cùng đọc chung với tôi. Luther thưa rằng, xin chớ ngài tôi con rể mẹ, vì mẹ đi đâu tôi sẽ đi đó, mẹ ở nơi nào tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ tức là dân sự của tôi, Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của tôi. Mẹ hát nơi nào tôi được hát và chưa được hát đó. Ví vậy có sự chi khác hơn sự chết hơn cái tôi và khỏi mẹ. Nguyện đến Đức Chúa Trời là nghe qua hai câu này, đọc qua hai câu này, chúng ta thấy giống như là lời hứa của cô dâu và chú rể với nhau trong ngày cưới phải không? Tôi có nhiều lần chủ tọa những lễ cưới, và trong mỗi buổi lễ tôi thường hướng dẫn các cô dâu và chú rể hứa với nhau những điều tương tự như thế. Thành ra tôi quen thuộc với lời hứa này. Thế mà mỗi lần đọc lại hai câu này, hai câu trong Luther đọc một câu 16, câu 17, lòng tôi luôn luôn xúc động về lời hứa của Luther với bà Naomi. Tôi xúc động vì đây là lời hứa chân thành, lời hứa phát xuất từ tấm lòng tự nguyện yêu mến, chứ không phải là vì bị ép buộc hay là vì tham vọng cá nhân. Thông thường ở trong thế gian có nhiều người trung tín vì bị ép buộc hay là vì tham vọng cá nhân, mà tất cả những cái sự trung tín đó, trung tín vì ép buộc hay là vì tham vọng cá nhân đó đều sẽ không bền vững, không chân thật, cho nên không bền vững. Mình thấy các vị tổng thống thì thường hay bó buộc những người làm việc ở trong chính phủ phải trung thành với mình, phải không? Năm ngoái chúng ta có nghe nói về ông tổng thống Trump muốn ông cựu tổng giám đốc FBI trung thành với mình, và rồi ông FBI đó thì cách chức, cho nên ông dùng cái điều đó mà giáng họa cho ông tổng thống Trump. Nhưng mà mình biết được rằng là người ta thì thường hay muốn những người làm việc cho mình trung thành với mình. Nhưng mà cái sự trung thành theo cái quyền lực, theo cái sự đòi hỏi, theo cái quyền lợi, thì đến khi nào không còn cái quyền lực đó nữa, không còn cái sự đòi hỏi, không còn quyền lợi đó nữa, thì sự trung thành đó không còn.
rất ít mà có được bền vững. Nhưng mà sự trung tín chân thật đến từ Đức Chúa Trời. Ngay cả những người không biết Chúa cũng được Ngài đặt luật pháp của Chúa ở trong lòng, mà người ta thường hay gọi là lương tâm đó, để mà họ vâng theo lời của Chúa, luật pháp của Chúa. Rất là nhiều người không biết Chúa cũng có được sự trung tín như vậy, tại vì họ có lương tâm ở trong lòng. Phaolô viết như thế này trong Roma đoạn 2 câu 15a rằng họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp. Thành ra có những người không biết đến Chúa, không tin Chúa cũng có lương tâm ở trong lòng, cũng có luật pháp của Chúa trong lòng. Và lương tâm của bà Luther, một người vô ác không phải là con dân Chúa, đã khiến bà hứa là sẽ trung thành với bà và chồng, trung thành với đức tin của bà và trung thành với Chúa của bà. Nếu mà chúng ta đọc các đoạn kế tiếp ở trong sách Luther cho đến hết đoạn thứ tư thì mình sẽ thấy rằng bà hoàn toàn trung tín với lời hứa của bà. Chính vì sự trung tín đó, và Luther được Chúa dùng vào chương trình cứu rỗi nhân loại của Chúa. Nếu mà quý vị xem trong giao phản của Chúa Giêsu và trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ nhất thì sẽ thấy rằng Luther cùng bốn người nữ khác rất là đặc biệt được nêu tên ở trong giao phản. Quý vị có thể giờ này về nhà đọc lại ở trong Ma-thi-ơ thứ nhất, cố gắng tìm xem tên của bốn năm người phụ nữ đó là những ai. Rất là những người đặc biệt. Các cơ đốc nhân chúng ta sẽ không có được nêu tên ở trong kinh thánh, giống như là chúng ta. Nhưng mà tên chúng ta được ghi vào trong sách sự sống. Làm con dân Đức Chúa Trời, chúng ta được Ngài ban cho căn bản của Đức Thánh Linh, căn bản của đức tính trung tín. Trách nhiệm của chúng ta là làm sao để phát triển đức tính này lên cao độ, lên đến mức mà Chúa mong muốn cho từng người. Và người nào đạt được mức độ đó là người có kết quả của Đức Thánh Linh. Nói cách khác, người đó bày tỏ được trái Thánh Linh ở trong đời sống của mình. Thành ra đây là lúc quý ông bà anh chị em tự xét lấy mình xem quý vị có kết quả của Đức Thánh Linh hay không. Hay là nói cách khác, quý vị có bằng chứng là mình có đức tính trung tín hay không. Tôi xin nêu ra một vài cách để mọi người tự xét lấy mình xem chúng ta trung tín đến đâu. Bằng chứng tiên quyết của sự trung tín với Chúa là chúng ta trung tín với người khác. Với các anh chị em ở trong Chúa, ngay cả với người không tin Chúa nữa, người ngoại nữa, khi dạy dỗ các môn đồ về sự trung tín, Chúa Giêsu nói ở trong Luca đoạn 16 câu 10 rằng ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Và đó là sự thật. Sự thật Chúa Giêsu nêu rằng nhiều người cho rằng những chuyện nhỏ là những điều không đáng kể, không đáng quan tâm. Thành ra lỡ mà mình có vất vả chắc cũng không sao, đừng có vất vả thì lớn lên, còn chuyện nhỏ nhỏ chắc là Chúa không có để ý tới, Chúa bỏ qua. Thành ra những người như thế thích thì làm, không thích thì không làm. Muốn thì làm, không muốn thì thôi. Không nghĩ rằng là chỉ cố gắng làm cho tốt những việc lớn
Còn việc nhỏ thì không cần thiết, nhưng mà thưa quý bạn chị em, thái độ đó bày tỏ rõ ràng tấm lòng của họ, bày tỏ cá tính của người đó như thế nào. Cái tấm lòng không trung tính mà chúng ta chết về lời Chúa Giêsu nói là tấm lòng bất nghĩa, thì cho dù người đó cố gắng làm những việc lớn, những việc lớn đó sẽ có những khó khăn mà họ không thể vượt qua được, và khi họ không vượt qua được thì họ sẽ thất bại, họ sẽ không làm được những việc lớn họ muốn làm, khi đó họ sẽ bỏ rơi cả chuyện nhỏ lẫn chuyện lớn. Có những khi những câu chuyện nào còn thân cận thân tình với họ thì họ giữ lời, còn không thì họ đi tìm những việc nào phù hợp với tấm lòng của họ hơn, phù hợp với lại hoàn cảnh của họ hơn. Và chính vì thế Kinh Thánh mới nhắc nhở chúng ta là nên dạy dỗ con cháu của mình đức tính, trung tính ngay từ khi các em còn nhỏ. Những em nào khi còn nhỏ được uốn nắn, lập được biết vâng lời, phải giữ lời hứa từ khi còn nhỏ, thì lớn lên em đó sẽ có một nền tảng vững chắc để xây dựng đức tính trung tín của họ. Và thêm nữa, phụ huynh cũng cần phải dạy dỗ sự trung tín cho con em qua hành động của mình. Các em dễ dàng bắt chước những gì mình làm hơn là vâng theo những gì mình nói. Nhiều người thì thích bày tỏ sự trung tín của mình qua lời nói, nhưng mà nếu bản chất của mình không phải là người trung tín, hay là người đó không chất chứa sự trung tín đầy dẫy ở trong trái tim của mình, trong lòng của mình, thì không chống thì chảy có sự phô bày sự thật ra. Và đây là một điều hết sức e trọng cho cơ đốc nhân chúng ta. Sự cứu rỗi của mỗi người đặt căn bản trên đức tin của mình với Chúa. Nếu đức tin đó không ăn sâu trong lòng mình mà chỉ có lời nói, việc làm bề ngoài, thì đến một lúc nào đó chúng ta phải đối diện với Chúa, Ngài sẽ không nhận ra người đó. Và Kinh Thánh nói người đó là tin chi giả. Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21-23 rằng: chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Thưa quý vị, hãy trung tín thật lòng, chứ không nên chỉ có bề ngoài mà thôi. Hãy tập tình trung tín mọi chuyện nhỏ để được giao phó những chuyện lớn. Hãy trung tín với nhau để được Chúa xác nhận là có trung tín với Ngài. Hãy luôn luôn bày tỏ bằng chứng của sự trung tín của mình. Giờ này xin quý ông bà anh chị em cho các tờ hỏi tôi một vài câu nha. Đây là những câu hỏi dài từ thôi, không phải là những câu hỏi độc đáo, giả sử thôi, chứ không có sự thật thì có lẽ không phải như vậy. Nhưng mà từ giả từ ta có thể tưởng tượng ra được sự thật. Câu hỏi thứ nhất, giả sử như là khi đi xin việc làm, người chủ thì không muốn thuê những người tin Chúa, vậy thì trong đơn xin việc quý vị có khai rằng người cơ đốc nhân không? Cần việc làm, mình phải đi xin việc làm, biết người chủ có bàn thờ
Quan Âm Bồ Tát hay là đủ các thứ hình ảnh gì đó, rồi không muốn muốn người cho đất nhân. Thì quý vị muốn làm cái công việc đó, quý vị có khai mình là người cho đất nhân không? Có. Khai thì không có việc làm. Cảm ơn lòng trung tín của quý vị. Câu hỏi giả sử thứ hai. Dễ là phải không? Cái này dễ. Mình đi mình đi xin việc khác phải không? Ok. Câu giả sử thứ hai. Có ai có người mình đồng hành anh Trung nói rằng anh Trung có 20 ngàn. Đọc cho anh mua cái nhà thì tốt quá. Có ai có 10 ngàn không? Có một gia đình kìa. Giả sử nha, có 4 người mua vé đi về Việt Nam để du ngoạn. Máy bay sẽ bay tới Tân Sơn Nhất, rồi từ đó sẽ bay về Phú Quốc, rồi từ đó sẽ đi qua Cà Mau, đi về Sài Gòn, đi ra bay ra Huế, đi ra từ các nơi đó, Hà Nội, rồi đi tới Sapa, rồi bay về Sài Gòn, rồi về bên Mỹ. Tốn mỗi người 2.500 đồng. Và vì cái giá nó rất là rẻ, cho nên nhà tôi đòi phải trả tiền trước và không có trả tiền lại. Gia đình mình có 4 người tiêu hết 10.000 đồng mua vé. Quay về tới phi trường Tân Sơn Nhất thấy rằng chính phủ mới ra một quy luật mới. Ra một quy luật mới là tại vì hiện tại bây giờ người Cơ Đốc nhân đang biểu tình rất là khó khăn ở Việt Nam, cho nên những người Cơ Đốc nhân không được vào xử lý. Thành ra tất cả mọi người phải khai cái tờ lý lịch trở lại. Thì quý vị có khai quý vị là người Cơ Đốc không? Nếu mà có là đi phần bay về Việt Nam mất hết 10 ngàn. Rất là dễ để mà trả lời những cái câu hỏi giả tưởng này. Nhưng mà câu trả lời của tôi biết cho hai câu hỏi đó bày tỏ đức tin của quý vị ra sao. Nếu mà quý vị thật lòng trả lời giống như là quý vị nói, đức tin của quý vị rất là cao, bày tỏ sự trung tín của quý vị với Chúa ở một cái mức độ rất là cao. Nhiều năm trước tôi nghe được một câu chuyện về sự trung tín của một vị mục sư Hàn Quốc. Bây giờ mình thấy rằng là năm Hàn Quốc đang nói chuyện với nhau phải không, và mình nhớ rằng là cái chiến tranh Bắc Nam Hàn xảy ra vào khoảng tháng 6 năm 1950. Và khi mà Bắc Hàn được Nga và Trung Quốc hỗ trợ để mà tràn xuống miền Nam, vượt qua khỏi cái tuyến 38, thì trong vòng 2 tháng họ chiếm gần hết Nam Hàn. Lúc đó, miền Mỹ mới bắt đầu tình mục và gây ra quân đến đánh trở lại. Từ năm 45 cho đến năm 50, người Mỹ ở bên đó để mà giúp đỡ Đại Hàn gây dựng quốc gia, giữ gìn miền Nam từ cái Nam của cái thứ 38 giờ này. Và rất là nhiều giáo sĩ Mỹ qua bên đó để mà truyền giảng. Và khi mà quân Bắc Hàn tràn xuống thì người Cơ Đốc là những người đứng ra kháng chiến chống lại Bắc Hàn. Và các vị mục sư là những người lãnh đạo hướng dẫn công những là vì lãnh đạo tinh thần mà là vì lãnh đạo quân sự nữa. Vì thế cho nên Bắc Hàn tìm bắt những người để mà điều tra xem họ có phải là mục sư hay là không. Và họ bắt 100 người đưa vào trong cái phòng kiến. Đây là một cái câu chuyện tôi đọc lâu lắm rồi. Nhưng mà trong tuần vừa qua thì tôi cố gắng tìm lại xem câu chuyện như thế nào để mà kể lại cho quý vị cho đúng, nhưng mà không tìm ra được, cho nên tôi phóng tác ra một chút xíu với đâu. Mình đưa 100 người đó vào trong cái phòng kín. Và những người đó phải bước qua cái đánh giá của Chúa Giê-xu đặt ở dưới đất đức. Và nếu mà mình bước qua cái đánh giá đó, mình đi qua phòng khác, thì mình, họ nói rằng là mình sẽ được hạ cho điều này. Người nào không chịu bước qua đánh giá đó, chắc phải là mục sư và là lãnh đạo kháng chiến, sẽ bị đánh chết. Ngày hôm sau, người ta đem bắn chết 99 người, chỉ có một người được thả về. Mấy tháng sau, đến tháng 10, thì tôi đồng ý
đến lên chiếm lại được bán thành đầy hàng của quân Bắc Hàn ra khỏi vĩ tuyến 38. Thì vị mục sư lần trở về và sống ở trong cô đơn, sống trong đau khổ, trong sống trong nhục nhã được tất cả những người đại hàng. Họ nhìn vị mục sư đó là một người không có đức tin, là một người chối Chúa, là một người bước qua bước thánh giá trần được sống được nhật thành này, không giống như là 99 người kia hy sinh mạng sống của họ. Còn tôi 99 người kia là thánh từ vị đạo. Cách chức của mục sư này, nhìn ở mục sư này bằng cái con mắt hết sức là tốt đẹp. Còn mục sư sống trong cô đơn, nghèo đói, khổ sở, nhục nhã. Vâng, khoảng mười mấy năm sau, thì cái người lính đại Hàn, Bắc Hàn, người sĩ quan mình chịu cái trách nhiệm truy xét 100 người bị bắt đó để xem ai là người mục sư, ai là không đó, và ra giết bắn chết 99 người tha một người đó trốn từ miền Bắc và miền Nam và sống ở Hàn Thành. Ông may mắn gặp lại vị mục sư, và khi gặp vị mục sư thì ông nhớ rõ lắm, tại vì ông tha vị đó đi ra về và ông ôm mừng rỡ, ông ca ngợi vị mục sư này. Ông nói rằng là đây là vị anh hùng đức tin có một không hai. Ông kể cho mọi người khác nghe rằng 99 người kia là những người bước bên ngoài, không bước lên trên cây thánh giá, chỉ có mục sư này bước trên cây thánh giá mà đi qua. Nhưng mà họ giết chết 99 người kia cho một ông mục sư này đi về để mà họ tuyên truyền. Với mục sư sống trong nhục nhã, sống trong đau khổ, sống trong sự quan tâm suốt mười mấy năm trời, không nói lên một tiếng nào. Nhờ có người lính Bắc Hàn và vượt tuyến làm chứng về đức tin của ông, mà ông được phục hồi ở trong vòng con dân Chúa tại hắn này. Thế nên chúng ta thấy Đức Chúa Trời thực là một tấm thành tín. Ngài có thể chậm trễ để làm việc của Ngài, nhưng mà Chúa làm đúng lúc, đúng thời điểm của Chúa. Ngài không để con dân trung tín của Chúa phải chịu khổ. Cải Huyền đoạn 2 câu 10 nói rằng: người chớ ngạc điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách, các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho người máu triều tiên của sự sống. Được hơn là nhiều, tất cả những ai trung tín với Chúa sẽ được ban cho máu triều tiên của sự sống. Tại vì Đức Chúa Trời công bằng và trung tín, Ngài sẽ ban thưởng cho những con dân trung tín của Chúa. Tôi biết tất cả chúng ta giống như là cái câu hỏi, hai câu hỏi dạng được và nghe tất cả quý vị trả lời, và biết rằng tất cả quý vị và như em đều là những người trung tín. Và tôi tin rằng tất cả mọi người đều muốn Chúa cho phép mình bày tỏ cái sự bằng những bằng chứng và sự trung tín của mình ra cho người khác, phải không? Thưa đúng như thế, xin kính mời quý vị đứng lên. Cùng tôi cầu nguyện tạ ơn Chúa, vì Chúa đã cho mình có cái tâm lòng thành tín, và mình muốn bày tỏ sự thành tín của mình ra để làm chứng cho mọi người biết tới. Thì giờ này đây chúng ta cùng tạ ơn Chúa về cái sự ban cho này của mình, và chúng ta cũng rất dọn lòng mình để sau đó chúng ta sẽ nhận tiệc thánh hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn thắng là Cha của Chúa, Kinh Thánh nói dạy dỗ chúng con rằng Chúa là thành tín. Kinh Thánh nêu ra rất nhiều những bằng chứng cho chúng con thấy rằng Chúa hứa
với chúng con điều gì, Chúa sẽ thực hiện điều đó cho chúng con. Có khi chúng con dặn đặt lời hứa của Chúa ngay lập tức, có khi chúng con phải chờ đợi thời gian dài, và cũng có khi có những người không nhận được lời hứa của Chúa trong sự sống hiện tại, sự sống thế gian này. Nhưng mà chúng con ta hơn Chúa, vì chúng con biết rằng Chúa thành tín, Chúa dù trước hay sau, dù sớm hay muộn, sẽ thực hiện điều này đối với chúng. Lên Chúa, Chúa cũng dạy dỗ chúng con rằng muốn làm con dân Chúa, chúng con cũng phải trung tín với Ngài. Và để chúng con có thể bày tỏ được, có được bằng chứng rõ ràng là chúng con trung tín với Chúa, chúng con phải bày tỏ sự trung tín của chúng con với nhau. Để chúng con có thể có được bày tỏ được bằng chứng chúng con trung tín trong những việc lớn, chúng con phải bày tỏ được sự trung tín của chúng trong những chuyện nhỏ. Chúng con tạ ơn Chúa, vì Chúa đã kêu gọi tất cả chúng con làm con dân của Ngài. Chúa cho chúng con có được ân tứ cơ của Đức Thánh Linh là để sự thành tín. Và Chúa xin Chúa cho chúng con gây dựng sự thành tín này, đức tin thành tín này trong đời sống của chúng con mỗi một ngày một cao hơn, mỗi một ngày một lớn hơn, để đến lúc chúng con gặp lại Chúa, chúng con được Chúa nói khen là người tôn lớn chúng con là những của Chúa. Và Chúa gọi chúng con đến để nhận phần thưởng ngày ban cho chúng con. Chúa ơi, chúng con biết rằng trước khi đến với Chúa, Chúa muốn chúng con mạnh mẽ trong vô niệm của chúng con để đi ra truyền về sự chết của Chúa cho đồng bào của chúng con. Và giờ này đây chúng con sắp sửa nhận tiệc đến chung với nhau, và xin Chúa dọn sạch tấm lòng của chúng con. Hôm nay có những thắc mắc, những nghi ngờ, những yếu đuối trong lòng, xin Chúa cất đi hết cả, để cho chúng con có được một tấm lòng trong trắng với Chúa, để cho chúng con có được một đức tin đơn sơ, và chúng con lắng nghe lời dạy dỗ của Ngài. Chúng con làm theo, chúng con đi rao truyền sự chết của Chúa lại trên ngày Chúa Giêsu này. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng con trong giờ đặc biệt này. Chúa an ủi chúng con, những khi chúng con có những nỗi đau buồn trong lòng, chúng con có những khúc mắc, có những rối rắm, đều tội lỗi ở trong lòng, xin Chúa cất đi, Chúa tài sạch đi, để chúng con trong sạch trước mặt Chúa. Xin đáng nhận thiệt thánh cùng bạn trong bàn tay của Chúa với thân lời thành viên cùng biết trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.